1, 2, 3, come on. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Tiếp theo về video ngày hôm nay, mình sẽ đi hướng dẫn các bạn chế một chiếc đèn pin mini siêu nhỏ gọn và đơn giản nhé. Thì ở đây, để chế được một chiếc đèn pin, mình sẽ cần sử dụng một chiếc bóng led. Mình sẽ sử dụng một chiếc bóng led mà mình đã tận dụng và lấy được từ trong một chiếc đèn led, đèn trợ sáng 12V nhé. Nó đã bị hỏng rồi. Đây là chiếc đèn của nó nhé. Thì ở đây mình sẽ tận dụng một chiếc chip led này, nó sử dụng dòng điện là 3V nhé. Led này thì cực kỳ sáng và tốt luôn nhé. Và mình đã cắt nó ra và chế nó, gắn nó lên một chiếc tấm tản nhiệt như này. Các bóng led như thế này thì chúng ta phải gắn tản nhiệt nó mới sáng được nhá, không nó sẽ cháy ngay. Và mình sử dụng thêm cho nó một chiếc chóa mình đã lấy được từ trong những chiếc vượt mũi nhá, như thế này. Thì các tấm tản nhiệt, miếng tản nhiệt như này này, các bạn có thể kiếm từ trong những chiếc mạch loa liếc gì đó nhá, rất là nhiều nhá. Mình sẽ sử dụng thêm một chiếc ống cút thu từ 34 về 27 để làm phần vỏ ngoài cho chiếc đèn. Mình sử dụng một đoạn ống nhựa phi 27 để làm phần thân. Một chiếc lắp bịt, ở đây mình đã khoét sẵn lỗ để tiết kiệm thời gian xem video của các bạn rồi. Đây là lỗ để đựng công tắc và lỗ để chứa chắc sạc nhé. Một chiếc quả pin 18650, một chiếc công tắc gạt này, và một chiếc rắc sạc DC 2.1 nhá. Ở đây mình sẽ sử dụng hai miếng nhựa alu, một miếng nhựa mình sẽ cắt để phần lõi trong của đoạn ống nhựa phi 27 này, và một miếng nhựa mình sẽ cắt và vừa phần lõi trong của đoạn ống nhựa phi 34 nhá. Ở đây mình sẽ gắn hai miếng này vào nhau và khoét một lỗ để luồn dây điện này. Giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Ở đây các bạn có thể sử dụng phần nhựa alu để làm vỏ cho nó cũng được nhá, không sao hết. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đoạn ống nhựa cho nó được thẩm mỹ hơn thôi.
Vậy là ok các bạn ơi, mình đã hoàn thành xong một chiếc đèn cầm tay mini siêu sáng, nhỏ gọn và đơn giản như này rồi. Thì ở đây mình sử dụng một chiếc led của một tấm led 12V lắp cho đèn trợ sáng. Đèn led còn khá là tốt nhé. Thì ở trên tấm led này đã bị cháy một số linh kiện và led, mình không có linh kiện và led để thay nên mình sẽ cắt ra và tận dụng nó luôn. Giờ mình sẽ cùng bật thử cho các bạn xem nhé. Đây là chiếc led của chúng ta này. Khá là nhỏ nhưng mà cực kỳ sáng đấy. Giờ mình sẽ tắt điện đi và test thử nhé. Đèn khá là sáng đấy. Mình sẽ bật điện lên và test sạc cho nó nhá. Sau đó mình sẽ mang ra bên ngoài bàn của mình để test thử cho các bạn xem. Thì ở đây để sạc nó mình sẽ sử dụng một số củ sạc có nguồn vào là 110 đến 240V và đầu ra là 4,2V 500mAh. Đó là sạc của chiếc đèn pin rất là thông dụng bây giờ nhá. Sẽ cắm thử cho các bạn xem. Đèn đã báo rồi nhá. Sạc chúng ta đã báo rồi. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng những chiếc cáp sạc USB mình đã chế với những video lần trước như thế này, các bạn có thể vào kênh của mình để xem lại nhé. Giờ mình sẽ test thử. Giá 2,1 nhé. Bây giờ chiếc cáp của ta cũng đang bảo sạc rồi. Khá là ok ấy. Giờ mình sẽ mang chiếc đèn pin này ra bên ngoài bàn của mình để soi thử cho các bạn xem nhé. Thì ok các bạn ơi, đây là chỗ mình để quay video nhé. Đây là chiếc đèn pin mình vừa chế xong này. Giờ mình sẽ bật lên test thử. Khá sáng ấy. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn chế thành công một chiếc đèn pin cầm tay mini nhỏ gọn như thế này rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn có ý tưởng gì thì hãy bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng làm cho các bạn xem nhé.